Chiều ngày 6 tháng 11, Quốc hội tiến hành chất vấn đối với các bộ trưởng, trưởng ngành thuộc lĩnh vực Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường. Thông tin từ báo Tiền Phong, chất vấn Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, đại biểu Trần Quang Minh, đoàn Quảng Bình đặt vấn đề thực trạng nhiều tuyến đường cao tốc hoàn thành đi vào vận hành khai thác, song chỉ cho phép tốc độ tối đa là 80 km/h. Ông Minh đặt câu hỏi, điều này là chưa tối ưu vận tải và thời gian lưu thông, do đó đề nghị Bộ trưởng cho biết thời gian tới có điều chỉnh tốc độ trên đường cao tốc để giảm áp lực lưu thông, đặc biệt là giảm tai nạn giao thông trên quốc lộ 1A hay không. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng cho biết, Việt Nam có tiêu chuẩn thiết kế cao tốc với 4 giới hạn tốc độ 120 km/h, 80 km/h, 60 km/h và 40 km/h. Tiêu chuẩn này phụ thuộc vào yếu tố kỹ thuật. Theo Bộ trưởng Giao thông Vận tải, nếu tuyến đường được đầu tư đồng bộ thì tốc độ có thể lên tới 120 km/h như Hà Nội, Hải Phòng, Hạ Long, Móng Cái, Cầu Giẽ, Ninh Bình hoặc tuyến Pháp Vân, Cầu Giẽ 100 km/h. Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng, Bộ Giao thông Vận tải đã rà soát tiêu chuẩn và thấy rằng các tuyến 80 km/h có thể nâng lên 90 km/h. Dự kiến đầu năm 2024, Bộ sẽ thay đổi tốc độ giới hạn tối đa các tuyến cao tốc từ 80 lên 90 km/h. Ông Thắng cho hay.